Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của mình. Chủ đề của video hôm nay là cấu trúc nguyên tử và cấu hình điện tử ở trạng thái cơ bản của nguyên tử. Một nguyên tử, về mặt cơ bản thì nó cấu tạo bởi 3 loại hạt là hạt proton mang điện tích dương, hạt electron mang điện tích âm và hạt neutron không mang điện tích. Hạt electron thì chúng ta cũng thường gọi là hạt điện tử. Hạt proton và hạt electron là thành phần không thể thiếu để cấu tạo nên nguyên tử, nghĩa là cái nguyên tử nào thì nó cũng có chứa proton và electron. Còn hạt neutron thì cũng hiện diện trong hầu hết các nguyên tử. Chỉ duy nhất nguyên tử của đồng vị hydro tên là protium thì nó không có chứa neutron. Protium là cái nguyên tử đơn giản nhất, chỉ được cấu tạo từ một proton và một electron mà thôi. Giá trị điện tích cụ thể của một electron là -1.602 nhân 10 mũ -19 coulomb. Còn điện tích của một proton là +1.602 nhân 10 mũ -19 coulomb. Vậy thì proton và electron là các hạt mang điện tích trái dấu, nhưng về giá trị tuyệt đối thì nó bằng nhau. Giá trị 1.602 nhân 10 mũ -19 coulomb được gọi là điện tích điện tử, hay cũng gọi là điện tích cơ bản. Trong hóa học thì cái giá trị 1.602 nhân 10 mũ -19 coulomb này thường nó ít có ứng dụng trong thực tế. Khi cần đề cập đến giá trị điện tích của một hay nhiều hạt mà phải đọc cả một dãy số thì nó rất là không thuận tiện. Cho nên để thuận lợi khi mô tả điện tích trong hầu hết các trường hợp hóa học, người ta đơn giản xem cái điện tích của electron là -1 và điện tích của proton là +1. Tương tự trường hợp điện tích thì giá trị khối lượng của mỗi loại hạt proton, electron, neutron đều rất nhỏ, cho nên nếu như tính bằng các đơn vị thông thường như là gram chẳng hạn thì điều đó làm bất tiện khi chúng ta đề cập đến những giá trị này. Vì vậy mà để đơn giản khi trình bày khối lượng của các hạt proton, electron, neutron, chúng ta chuyển sang sử dụng đơn vị khối lượng nguyên tử, ký hiệu là chữ U hoặc là chữ AMU. Chú ý là chúng ta cũng sẽ thấy một loại đơn vị khác là Dalton cũng thường được dùng thay thế cho đơn vị khối lượng nguyên tử. Ký hiệu của đơn vị Dalton là DA, một DA thì bằng với một U. Một U tức là một đơn vị khối lượng nguyên tử có giá trị bằng 1.66054 nhân 10 mũ -24 gram. Khi tính theo đơn vị U thì một proton có khối lượng là 1.0073 U. Một neutron có khối lượng là 1.0087 U và một electron có khối lượng là 5.486 nhân 10 mũ -4 U. Để đơn giản hóa thêm nữa, chúng ta có thể xem như khối lượng proton bằng với khối lượng neutron và bằng với một U, còn khối lượng electron thì bằng 0.0005 U. Qua các giá trị khối lượng này, chúng ta thấy cần đến 1836 hạt electron thì nó mới có khối lượng bằng với khối lượng của một proton hoặc là một neutron. Cho nên khối lượng của các hạt electron là rất nhỏ, rất không đáng kể so với khối lượng của proton hoặc neutron trong nguyên tử. Như vậy, bỏ qua cái khối lượng của các hạt electron, khối lượng của một nguyên tử được xem là bằng với tổng khối lượng của các hạt proton và neutron trong cái nguyên tử đó. Vì đóng vai trò quyết định khối lượng của nguyên tử, cho nên tổng số hạt proton và neutron được gọi là số khối lượng, hay gọi đơn giản là số khối, ký hiệu bằng chữ A viết hoa. Trong nguyên tử, các hạt proton và neutron tập trung lại với nhau thành một khối vật chất có kích thước cực nhỏ và mật độ lại cực cao ở tại trung tâm của nguyên tử. Khối vật chất này được gọi là hạt nhân nguyên tử, hay gọi vắn tắt là hạt nhân. Mật độ vật chất của hạt nhân nguyên tử là cực kỳ cao, cực kỳ đậm đặc và cực kỳ nặng, có thể đạt từ 10 triệu cho đến 100 triệu tấn trên 1cm khối. Nếu như một hộp diêm mà chứa đầy khích các hạt nhân nguyên tử, thì cả hộp diêm sẽ có khối lượng nặng tới khoảng 2,5 tỷ tấn. Để các hạt proton mang điện tích dương và neutron không mang điện tích nằm tập trung lại với nhau, thì đòi hỏi trong hạt nhân nguyên tử phải tồn tại một lực giúp giữ chặt các hạt này. Đặc biệt là lực đang đóng vai trò giữ này phải mạnh hơn lực đẩy tĩnh điện giữa các hạt proton với nhau. Loại lực này được gọi là lực hạt nhân. Các bạn có thể tìm hiểu chi tiết về lực hạt nhân thông qua việc tìm hiểu 4 loại tương tác cơ bản trong tự nhiên nha. 4 tương tác cơ bản thì gồm tương tác hấp dẫn, tương tác điện từ, tương tác mạnh và tương tác yếu. Lực hạt nhân thì thuộc về loại tương tác mạnh. Trong khi các hạt proton và neutron tập trung ở tại nhân nguyên tử, thì các hạt electron lại di chuyển rất nhanh và liên tục tạo thành một đám mây electron bao xung quanh hạt nhân. Đường kính của cả nguyên tử thường vào khoảng từ 1 đến 5 angstrom, trong khi đường kính của hạt nhân chỉ xấp xỉ khoảng 10 mũ -4 angstrom.
một ăng trong thì bằng 10 mũ trừ 10 mét. Như vậy, kích thước của cả nguyên tử lớn gấp từ 10.000 cho đến 50.000 lần kích thước của hạt nhân. Nói tóm lại, khối lượng của cả nguyên tử thì tập trung tại hạt nhân, được quyết định bởi hạt nhân, nhưng kích thước của nguyên tử lại được quy định bởi lớp mây electron. Do hạt nhân nguyên tử mang điện tích dương, electron mang điện tích âm, nên mật độ của lớp mây electron càng đậm đặc khi càng tiến vào vùng không gian gần hạt nhân, và càng loãng dần đối với vùng không gian xa hạt nhân. Một câu hỏi có thể nảy sinh ở đây, tại sao các hạt electron không bị hút luôn vào hạt nhân nguyên tử theo tương tác tĩnh điện? Để giải thích điều này thì cần viện dẫn các phép tính trong cơ học lượng tử, nhưng mà làm vậy thì nó sẽ rất là phức tạp. Bây giờ mình giải thích theo kiểu đơn giản thôi, chủ yếu là để thỏa mãn cái trí tò mò, chứ thật ra là cái cách giải thích theo thường thức hàng ngày của chúng ta thường sẽ không đúng khi áp dụng cho các đối tượng lượng tử, tức là các đối tượng có kích thước cực nhỏ. Cách giải thích thứ nhất, electron chuyển động liên tục quanh hạt nhân, nên cũng giống như bất cứ thứ gì chuyển động, các electron nó có động năng, và năng lượng này chống lại lực hút của các proton mang điện tích dương kéo các electron mang điện tích âm về phía hạt nhân. Cách giải thích thứ nhất này thì nghe chơi thôi, chứ hiển nhiên là nó sai, bởi vì trong lúc chuyển động thì động năng phải bị mất đi liên tục để phục vụ chuyển động, cho nên electron sẽ nhanh chóng bị cạn kiệt năng lượng và rồi bị hút vào hạt nhân. Nếu chúng ta viện dẫn qua lực ly tâm để giúp hạt electron không bị rơi vào hạt nhân thì cũng như vậy. Khi động năng bị cạn kiệt, electron di chuyển chậm lại rồi dừng hẳn thì lực ly tâm cũng biến mất. Kết quả là electron vẫn bị hút vào hạt nhân. Cách giải thích thứ hai đến từ nguyên lý bất định Heisenberg. Nguyên lý này được Werner Heisenberg khám phá vào năm 1927, phát biểu rằng chúng ta không thể xác định chính xác cả vị trí và động năng của một đối tượng lượng tử. Để nắm rõ cách giải thích này, chúng ta cần hiểu rằng tính chất bất định là một thực tại, là một thực tế của vật chất. Heisenberg chỉ khám phá ra rằng tự nhiên vận hành theo nguyên lý bất định, chứ không phải ông là người đặt ra nguyên lý bất định. Nguyên lý bất định là bản chất của tự nhiên, chứ nó không phải là một khái niệm lý thuyết. Bây giờ chúng ta quay lại với việc giải thích tại sao electron không bị hút vào hạt nhân nguyên tử. Như đã nói ở trên, hạt nhân nó có kích thước cực kỳ nhỏ, cho nên khi các hạt electron càng tiến gần vào hạt nhân nguyên tử, thì cái vùng không gian để electron di chuyển nó càng bị thu hẹp dần. Vùng không gian mà electron được phép di chuyển càng bị thu hẹp, thì đồng nghĩa với việc vị trí của hạt electron ngày càng được xác định. Khi vị trí càng được xác định, thì hạt electron giống như nó mắc hội chứng sợ không gian hẹp. Nó bắt đầu chuyển động điên cuồng, động năng của nó tăng lên và trở nên bất định. Chính cái động năng tăng lên vượt bậc đến mức bất định này làm cho hạt electron di chuyển vượt ra khỏi vùng không gian chật hẹp gần hạt nhân và không bị hút vào hạt nhân. Ngày nay thì có nhiều nghiên cứu cố gắng chứng minh nguyên lý bất định là sai, nhưng mà bằng chứng họ đưa ra vẫn chưa đủ mạnh để bác bỏ nguyên lý này. Nếu như bạn muốn đọc thêm về cách ứng xử của các loại hạt cơ bản, thì mình đề nghị bạn đọc quyển Giai điệu dây và bản giao hưởng vũ trụ của tác giả Brian Greene. Quyển này có nội dung rất là hay, dễ hiểu và lại mang tính đại chúng nữa. Quay lại với nội dung hôm nay của chúng ta nha, lan man cũng hơi lâu rồi. Nhìn vào cấu tạo của một nguyên tử, sẽ thấy là do lớp mây electron quá rộng lớn, cho nên các tương tác hóa học thông thường sẽ chỉ tác động lên lớp mây electron mà không ảnh hưởng gì đến hạt nhân nguyên tử. Lớp mây electron chính là nền tảng để phản ứng hóa học xảy ra. Đây chính là cơ sở để tạo ra hoặc là cắt đứt các liên kết hóa học. Do đó, xem xét phản ứng hóa học chủ yếu là xem xét sự tương tác giữa các lớp mây electron của các nguyên tử với nhau. Mỗi nguyên tử vốn trung hòa điện tích, tức là có điện tích tổng cộng bằng 0, cho nên số hạt electron và số hạt proton phải bằng nhau. Khi tổng số hạt electron không bằng với tổng số hạt proton thì cấu tử tạo thành sẽ được gọi là ion. Khi nguyên tử trung hòa bị mất electron thì sẽ tạo thành cấu tử mang điện tích dương, gọi là ion dương hay là cation. Ngược lại, khi nguyên tử trung hòa nhận thêm electron thì sẽ tạo thành cấu tử mang điện tích âm, gọi là ion âm hay là anion. Nhưng dù là ion dương hay là ion âm thì số proton trong hạt nhân vẫn không thay đổi so với nguyên tử trung hòa ban đầu, vẫn là một hằng số đặc trưng cho từng loại nguyên tố. Nguyên tố khác nhau sẽ có số proton trong hạt nhân khác nhau, nguyên tố giống nhau sẽ có số proton trong hạt nhân giống nhau. Do đó, số proton trong hạt nhân nguyên tử được xem là đặc trưng của nguyên tố mà nguyên tử đó thuộc về, là nhãn hiệu để biết nguyên tử đó thuộc loại nguyên tố nào.
và được gọi là số nguyên tử hoặc là số hiệu nguyên tử, ký hiệu bằng chữ Z viết hoa. Để ký hiệu một nguyên tử nhất định nào đó, có 3 thông tin chúng ta cần phải thể hiện. Thứ nhất, nguyên tử thuộc về nguyên tố nào? Điều này có thể được cho biết thông qua ký hiệu nguyên tố. Thứ hai, nguyên tử đó có bao nhiêu proton, tức là phải cho biết số hiệu nguyên tử. Thông tin này quan trọng vì từ số proton chúng ta sẽ suy ra được số electron. Từ số electron sẽ suy ra được đặc điểm của lớp may electron. Và về cơ bản chúng ta sẽ dự đoán được nhiều tính chất của nguyên tử. Thông tin thứ ba cần phải thể hiện là nguyên tử có khối lượng bao nhiêu, tức là phải cho biết số khối. Biết số khối, biết số hiệu nguyên tử sẽ suy ra được số neutron có mặt trong nguyên tử. Các nguyên tử có cùng số hiệu nguyên tử nhưng khác nhau về số khối thì các nguyên tử này được gọi là các nguyên tử đồng vị. Các nguyên tử đồng vị đều thuộc cùng một nguyên tố nhưng trong nhiều trường hợp chúng cũng có thể thể hiện nhiều tính chất khác biệt nhau. Thí dụ về cách viết ký hiệu nguyên tử C, 6, 12. Chữ C là ký hiệu của nguyên tử carbon. Số 6 là số hiệu nguyên tử đại diện cho số proton có mặt trong hạt nhân của nguyên tử carbon. Từ đây suy ra nguyên tử carbon có 6 electron vì số electron bằng với số proton. Còn số 12 là số khối, là tổng số hạt proton và neutron có mặt trong nguyên tử. Do đó, số hạt neutron sẽ bằng 12 trừ cho 6 và kết quả là bằng 6. Vậy từ ký hiệu C6-12, chúng ta biết được nguyên tử carbon này có 6 proton, 6 electron và 6 neutron. Trong thực tế, khi đã ghi ký hiệu là C, thì một nhà hóa học sẽ biết ngay nguyên tử này là nguyên tử carbon, có 6 electron ở lớp vỏ và có 6 proton trong hạt nhân mà không cần biết đến số 6 được ghi ở góc dưới bên trái của ký hiệu C. Thêm nữa, bởi vì tất cả các nguyên tử của cùng một nguyên tố đều có số hiệu nguyên tử giống nhau, cho nên khi viết ký hiệu của các nguyên tử đồng vị của cùng một nguyên tố thì việc ghi thêm số hiệu nguyên tử là dư thừa vì nó cứ lặp đi lặp lại. Thí dụ như C6-12 và C6-13 là ký hiệu nguyên tử của hai đồng vị carbon. Số hiệu nguyên tử bằng 6 là giống nhau cho cả hai nguyên tử đồng vị này và không đóng vai trò gì giúp phân biệt hai đồng vị. Vì vậy, cách viết ký hiệu nguyên tử có thể được đơn giản hóa bằng cách bỏ đi số hiệu nguyên tử. Cụ thể, trong hai trường hợp đồng vị carbon sẽ được ký hiệu là C12 và C13, đọc là carbon 12 và carbon 13. Viết rõ ràng trong văn bản sẽ là carbon gạch nối 12 và carbon gạch nối 13. Vậy cũng đủ cho nội dung hôm nay rồi. Video hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.